Dạ, xin kính chào cả nhà mình ha. Thì hôm nay em có trồng một cái cây phôi tứ quý nha. Thì sẵn ở đây thì em cũng quay cho cô chú anh chị mình tham khảo chứ ha. Thì cái cây tứ quý này thì em sẽ trồng trên bồn. Nên hiện tại bây giờ những cái bầu đất cũ đây ha. Cái bầu đất cũ này em sẽ bỏ. Tại vì cũng có một số kinh nghiệm đó. Thì khi em trồng những cái cây mà khi không có khửi những cái bầu đất đó, thì cái cây của mình tưới nhiều khi nó sẽ bị mất nước ha. Tại vì cái bầu đất cũ của nó thường là nó bị chai đó. Nó bị chai. Nên khi mình tưới mình sơ ý ha. Tưới sơ ý nó lâu ngày nó sẽ bị mất nước ở trong đây. Nên hiện tại bây giờ em sẽ khửi ha. Khửi hết những cái bầu, những cái đất mới này ra. Để cho mình bỏ đất mặt ruộng lên. Thì nó bắt được đất mới với mình tưới lâu ngày nó không có bị chai cục nhưng ha. Chai cục nhưng. Thì cái bộ rễ mình nó phát triển cái đất mới nó tốt hơn. Có một số cây lớn đó, cũng như những cái mây tàn, thì thường có một số anh em hỏi em đó, tại sao làm cái bầu rất là lớn ha, cái tàn nó lớn thì mình sợ mình không có dám khửi ra, không có dám thâu cái tàn lại, thì lâu ngày ha, lâu ngày cái cây của mình đó, mình tưới nó không có đủ nước thì những cái cành nhánh nó chết lần lần ha, nên cũng rất là nguy hiểm. Thì những cái tấp lớn của em trồng trên bồn hôm trước đó, thì em thấy em khửi ra ha. Thử ra thời gian này thì nó chịu đất rồi. Cái cây nó cũng phát triển rất là tốt ha. À, cái cây này cái bộ đế tứ quý mà. Các anh chị mình thấy bộ đế rất là khủng ha. Đường kính ngang bộ đế hiện tại bây giờ nó cũng khoảng tầm khoảng 9 tấc đến 1 mét á. Nên nó cũng khá là lớn ha. Đó thì hiện tại bây giờ sẽ khửi ra hết. Nó khửi khoảng nửa cái bầu đất rồi thôi. Còn cái lớp trên này em vẫn khửi bỏ ha. Khửi bỏ cái lớp trên này. Tại vì những cái đất cũ này lâu ngày nó cũng bị chai rồi ha. Nên bây giờ mình khửi ra, mình lắp cái đất mới lên cho nó xốp lại. Rồi mình tưới ha, tưới nước vô rất là tốt. Nó không có bị mất nước nhiều. Đó nên thấy cái hiệu quả thì em trồng hôm trước thì em khửi ra. Thì cái cây mình hôm nay nó phát triển rất là tốt. Thì hôm nay cũng chia sẻ cho cô chú anh chị mình để những khi mình bứng lên á. Bứng lên mình trồng á. Thì mình... cố gắng mình khửi đi, khửi bỏ bớt những cái lớp cái bầu phân cũ đây nè, những cái đất cũ ha, đất cũ ở đây, của ba anh chị mình thấy không? Cái chai nó cứng đây, nếu mình tưới lâu ngày đó, lâu ngày là cái cục nhân này nó dễ bị mất nước nhất ha. Đó, cái cây mình nó dễ xuống, nên hiện tại bây giờ mình khửi bỏ đi. Chủ vườn trước cũng dùng có cát đây ha, cát với tờ tấu nè. Đất ngang này em nghĩ chắc cũng đất cũng có phù sa đây ha. Nhìn thấy đất cũng tốt, rất là tơi xốp đây. Này, đất là chắc nó nằm ở ruộng, cạnh ruộng ha. Anh thấy đất nó cũng xốp. Đây các bác chị mình thấy không? Rất là xốp ha. Tại vì hiện tại bây giờ em sẽ sử dụng đất mặt ruộng để trồng những cây lớn trong cái bồn gạch ha. Em thấy khá là tốt. Có một số anh em cũng như là trồng đó. Hôm em cũng chia sẻ cái cách trồng. Nhưng mà anh em trồng mà khi mà trồng xuống đó mình canh cái lượng nước không được, hoặc là khi trồng xuống đó mình đổ đất mặt ruộng cái bắt đầu mình tưới nó quá dẻ, nó quá ẩm ha, thì mình lên mình canh nước không được đó. Chim cao luôn. Cái này thì không phải là không có cái bã lan cạo lên ha. Nhưng mà tại vì em làm quen rồi. Làm quen rồi thì để dưới đây em vừa sắp rễ dễ. Rồi thì khi mình cạo lên á, nếu mình cạo lên á thì thường mình chỉa ha, cái đất nó dễ bể ra. Nó dễ bể cái bầu phân của mình. Nên mình khựa như vậy từ từ thì mình nghiêng qua nghiêng lại ha, nó hơi khó khăn một tí. Nhưng mà mình khựa như vậy cái bầu đất mình nó không có bể bên tầm bậy ha. Tại vì mình lấy từ từ ra thôi. Còn nếu mình cạo lên trên đó, nó hỏng lên đó, nhiều khi mình khửi cái bộ đất mình nó dễ bể ra hết luôn, nó không có còn cục nhân lại ha. Tại vì cái này em cũng chừa lại cục nhân thôi, không có khửi hết, nó chừa lại cục nhân. Còn cái lớp trên cùng đây nha, nhớ chú ý của ba anh chị mình nhớ cũng khửi ra nha, khửi xuống khoảng chừng 5-7 phân thôi, để khi mình trồng xuống mình sẽ đưa những cái lớp đất mặt ruộng lên trên thì cái cây mình ha, tưới nó sẽ ngắm xuống, nó ngắm xuống tới cái bầu đất cũ ha, cũng nhân cũ đó, thì cái cây mình nó rất là tốt ha, nó đủ nước, nó không có bị thiếu nước ha.
cái này rễ cám cũng khá là nhiều ha. Đất nó tốt nên rễ cám của bác anh chị mình thấy khá là nhiều đây. Cây này em để nay nó cũng nhựa, nó cũng lên một số rồi ha, một số lên nhựa. Rồi khi mình trồng xuống ha, chút nữa cái trồng xuống cũng quay chia sẻ cho cô chú anh chị mình luôn. Đó thì em cũng rất kỹ cái khâu trồng xuống nha, lựa những cái cục đất mặt ruộng cục lớn lớn đó, em sẽ lấp lên trên đây, không có để những cái bã lên trên đây. Thường thường mình tưới nó sẽ không có ngấm nước được ha, nó sẽ bị áo lên một lớp. Rồi thì khi em làm xong thì em cũng quay lại chia sẻ cô chú anh chị mình thêm ha. Rồi khửi thì xong một tí nữa cái lớp trên mình khửi xuống một chút xíu là được ha. Có cái cây này bồ đế ha, bồ đế giữ nhưng mà cái rễ cám nó cũng khá là nhiều nè. Đây, các anh chị mình thấy không, rễ cám nó đều hết ha. Cây này có nghĩa em nghĩ chắc là chủ tước đây. Đây là cắt đây ha, cắt ngang đây, hiện tại bây giờ ra rễ mới nữa đây. Một số rễ cám này rất là nhiều ha, đều luôn đây. Cây này thì rễ cám cũng là được thôi, nhưng không bằng rễ bên kia ha. Cái này mình khử vô tí nữa, cái lớp tên này mình chưa khử ha, tí nữa sẽ khử thêm. Cái này cũng rễ cám nhưng mà cũng ít hơn. Đây số này em để này cũng thời gian rồi ha, số nó cũng miếng nhựa rồi. Thì hiện tại giờ mình trồng xuống nhớ là che lưới ha, che lưới thêm. Cái này rễ cám cũng khá nhiều ha, cái gốc lớn ha. Rồi khi mà mình khử xong ha, bước đầu mình cũng xây lại, mình cắt bỏ những cái rễ cho nó đều luôn, đều cái danh cũng như là tròn bốn phía ha, bốn phía đừng có cho dư quá. Ví dụ sau này mình muốn vô chậu nó cũng dễ ha, cân được cái thân cây cho nó chuẩn nằm ngay giữa cái chậu của mình. Thì bây giờ mình bắt buộc mình phải cắt cái rễ làm sao cho nó tròn đều nhau ha, đường kính nó bằng nhau hết đó. Nên cô chú anh chị mình cắt như vậy, muốn sau này muốn muốn xây lên ha, muốn bứng lên mình lên chậu thì nó cũng dễ hơn đó. Mình canh được cái tâm chậu nó chuẩn ha đó. Thì tí nữa em sẽ trồng, em sẽ quay lại cho cô chú anh chị mình tham khảo chơi cho vui ha. Thì hiện tại thì lúc trước thì em làm thì cũng trồng á, trồng cũng quay một nay mấy tháng rồi. Thì nhiều khi cô chú anh chị có một số anh em chưa coi ha, thì hiện tại thì em sẽ quay lại đó, em làm lại những cái cách trồng của em thì để cho nó đạt hiệu quả. Còn một số anh em hôm trước cũng có trồng, nhưng mà trồng mình canh cái lượng nước, hoặc là khi mình vô đất á, vô đất xong nhiều khi sợ nó bị sập đất á, cái một số anh em tưới đẫm vô luôn ha, làm cho cái bộ đất của mình nó bị lèn đi, nó lèn đi khi mình trồng xuống đó, cái bộ rễ mình nó bị dính nè, dính những cái cổ rễ này nó dính đất ha, nó sẽ bị nó dễ bị áo lớp đầy, cái bộ rễ mình nó bị ẩm ướt hoài ha, nó không được ra rễ tốt. Nên hiện tại mình canh nước khi em trồng xuống ha, trồng xuống bắt đầu em tưới nhưng mà vừa đủ ra qua cái cổ rễ thôi, mình cũng canh cái lượng nước mình. Nói chung là cái canh lượng nước cái thời gian đầu tiên trong khoảng một tháng đầu thì rất là khó ha, nó nên mà chú ý mình canh cho nó dễ. Còn ở đây em không sử dụng tấu xì dừa đâu, tại vì hôm lúc trước mấy năm trước đó em có trồng một số cây, em sử dụng tấu với xì dừa ha, em thấy cái hiệu quả sau 2 năm nữa không có đạt ha. Tại vì phân nhiều khi nó tấu xì dừa ở dưới thì nó ẩm ướt nhiều, hoặc là dễ bị nấm ha. Cái cây mình sau này cái nó sụp tấu xì dừa nó mục rồi đó, nó bị bọng trống ở trong những cái kẽ rễ đây nè, nên cái cây nó bị chậm phát triển ha, nó cái cây nó sựng, nhiều khi nó mất nước lâu ngày quá đó, tại bọng trống cái rễ nó ra không được đó, thì cái cây nó dễ xuống, dễ mất sức ha. Nên hiện tại giờ em chỉ sử dụng cái đất mặt ruộng thôi. Thì số cây em trồng hôm trước nay mấy tháng này thấy nó cũng đạt hiệu quả cao ha. Thì hôm nay cũng quay lại chia sẻ cho cô chú anh chị mình. Rồi tí nữa em sẽ trồng thì tiếp tục quay cho cô chú anh chị mình nha. Rồi ha, sau khi mình đổ cái lớp đất mặt ruộng xuống đó, thì mình đưa cái cây mình canh cho nó chuẩn cái cây ha.
Rồi mình dùng cái cây cái khửi hồi nãy đó, mình sẽ chọt vô những cái kẽ rễ ha, để cho nó không có bị bọng trống ở trong đây nè. Nếu mà bọng trống thì cái rễ cám nó không có bắt ra được ha. Thì mình sơm từ từ thôi. Số này thì tại vì rễ nó nhiều quá thì mình lòn cái cây cho thật dài ha, để mình sơm vô trong đó. Số rễ này tại quá kẹo đi ha. Rồi khi mình cưỡi ra thì số tông đây nó tống nhiều lắm, quá tệ cái nồi đế luôn ha. Thì mình trồng á, mình canh sao thôi, mình đổ đất á, mình đổ đất lên, mình chừa khoảng cao hơn cái mặt bồn gạch của mình, cao lên để khi mà sau này nó lâu ngày đó, lâu ngày tháng á, khoảng 1 năm 2 năm thì nó sụp xuống nó sẽ vừa thôi. Còn nếu mà hiện tại bây giờ mình canh mà nó bằng cái mặt bầu này á, sau này nó sụp xuống thì nó mất bộ đế của mình. Nên mình trồng bộ đế cao lên á. Đổ đại lên đi, đổ đại vô cho. Ba cưỡi ra cái nồi để rất là dữ ha. Cây này bộ đế cũng luôn. Cái quý mình được cái dàn đế này cũng khá là đặc biệt ha. Chiêu này làm hoài rồi, làm giúp luôn, chọn cái nhẹ thôi nha, tóc dễ hay là hư bắt đền nữa nha. Từ từ thôi nha. Cho lên sóng rồi đó, cũng thôi là nó người ta chê là làm ẩu đó nha. Mười mốt mấy người về ta. Hôm nay quay lên thì nó mấy ông thợ này sao làm ẩu quá, chọt cái hư ghế tên luôn mà chết luôn đó nha. À, số mấy đất mặt ruộng của anh chị mình thấy gốc gạ như vậy là cây mình nó xốp, được xốp bộ rễ nó ra phát triển rất là tốt ha. Cây này chắc chủ tước đã cắt rồi. Một số rễ cám này là thầy của bác anh chị mình thấy cắt ngang đây đó, cắt ngang đây. Giờ cây này em nghĩ chắc trồng cũng khoảng 2 năm trở lại thôi, nên chủ tước lên bồn á, bồn thấy sử dụng cũng có một mớ cát ha, rồi một mớ rễ dừa đó, thì cái cây rất xốp, em thấy nó cũng tốt đó. Nếu mình được chọn lựa như vậy ha, mình lựa những cái cát với rễ dừa mình trộn vô thì cái rễ cám sau này nó cũng khá là nhiều đây. Còn ở đây thì em dùng cái gốc gạ này em thấy nó cũng tơi xốp ha, nên sau này cái bộ rễ mình nó cũng ra nhiều thôi. Đổ từ từ ha, đổ từ từ thôi, đổ từ từ thôi, để mình sơ mình biết chỗ nào nó còn bọng còn trống ha. Nó em không có dùng nước dùng dồi ha, tại vì có một số anh em hỏi á, mình xịt nước để cho nó dẻ được hay không, thì tại khi mình xịt đó cái lượng nước nó sẽ dư ha, dư nước cái đất mình nó sẽ bị lèn ra, nên mình tưới ngấm từ từ thôi để cho nó vừa, mình canh vừa cái đủ cái độ nước của nó thì cái cây mình nó bắt rễ ra, thì sau này mình có tưới dư đi chăng nữa thì cũng tốt nha. Chứ hiện tại bây giờ nếu mình xói cái đất ở đây nó sẽ bị dẻ lại ha, nó bị lèn đó, nó khó hơn. Chủ yếu giờ mình sơm đi, sơm cho nó đều trước đó. Khủng khiếp nồi đế ha. Cái bồn em làm ở đây là 1m3 đó, nhưng mà cái nồi đế hiện tại giờ có khoảng cách đây một bên nó dư vô khoảng mấy phân nữa ha, 5-7 phân ha, nên thấy cái nồi đế rất là khủng à. Rồi tiếp tục trồng cái cây thứ hai ha. Trồng cái cây này cái gốc hoành lớn hơn cây kia rất là nhiều ha, một thân một cốt luôn, chung là cốt giót ngọn nhìn thấy cũng khá cây ha. Bể đế đừng lớn à. Mình cũng dùng cây mình xọt thôi, mình chọt chừng nào cho nó dẻ là mình cảm thấy nó vừa ha. Trong tầm này thì mình tưới khi ấy xong khoảng 1-2 ngày mình tưới dưỡng xong ha, tưới dưỡng xong khoảng 1 ngày sau, có thể là 1-2 ngày ha, bắt đầu mình tưới cho nó vừa đủ nước, nó đừng có thiếu cái lớp trên ha, nó dùng vừa thôi. Khi cho nó đất này nó, tại vì khi mà đất này ha, của bác anh chị tưới đẫm dữ lắm nó mới mềm thôi, còn mình tưới nó vừa đủ, những cái bã như vậy thì có thể rễ cám nó ra được rồi ha. Còn cái cục đất này mình tưới lâu thiệt là lâu ha, hoặc là khi mà nó bắt được một số đất đây rồi vào mùa mưa nó đủ nước sẽ ngấm vào những cục đất cục này, rồi cái cây mình nó tiếp tục nó bắt rễ ra ha. Hiện tại bây giờ nó chỉ ăn được những cái đất bão bã với gốc gạ này thôi,
cũng như là thay thế cho tấu sơ dừa ha. Cái gơm mục này nè, gốc gạ mục này nè ra ha, bù rễ nó sẽ bắt ra rất là mau. Hôm nay trồng là em trồng tất cả là 4 cây tứ quý ha. 4 cây tứ quý. Cây này cũng bộ rễ cũng hơi khá ha. Rễ cũng đều thôi. Đó, mình dùng những cái đất cục á, hồi nãy trước khi mình đổ đó, mình lựa ra nha. Lựa ra một số đất cục để mình bỏ cái lớp mặt ở trên đây. Đất cục với gốc gạ ha. Đó, mình để như vậy. Khi mình tưới nó sẽ không có áo lên một cái lớp mặt, mình tưới nước lọt rất là dễ ha. Nó xuống rất là dễ. Còn nếu mình không có lựa những cái đất cục này ra nè, cô chú anh chị mình để ý ha, nếu có trồng rồi để ý, thì những cái bã đất này nè, bã đất nhỏ nhỏ ha, nhỏ như vậy, thì nó sẽ áo lên một lớp, nó không có, mình tưới nó không có xuống được ha. Tại vì cái đất ruộng này nó bã ra, thì mình tưới thiệt là lâu, hoặc là khi mình xói được một lỗ nó mới rọt xuống được. Còn nếu nó áo qua một lớp rồi, cũng như đất cục như vậy mà cô chú anh chị mình để lên chậu đó, tưới cái nó bã ra, nó áo lên một lớp là mình tưới rất là khó ha, khó xuống cái lớp dưới được. Nên mình hiện tại mình chịu khó mình lựa đi, lựa những cái đất cục ra ha, đất cục ra để mình bỏ cái lớp mặt cái trên là nó tốt nhất nha. Rồi lớp nồi để như vậy tưới khoảng 1 năm đến 2 năm là bắt đầu cái bộ để nó mới lòi ra rồi ha. Dùng đất mặt ruộng cũng hơi tốn kém ha, tại vì số đất mặt ruộng này thì mua thì ở đây em mua tầm khoảng 26.000, rồi công cán này kia cũng 27-28.000 ha. Rồi thì hôm nay em cũng chia sẻ clip trồng cây ha, một số cây phôi trồng trên bồn gạch ha, cho cô chú anh chị mình xem qua ha. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị mình một lần nữa ha, đã xem qua clip của em cũng như ủng hộ kênh của em trong thời gian qua nha. Rồi em xin mến chào và hẹn gặp lại các những video tiếp theo nha.